Rồi, chào tất cả anh em. Nay lên lô hàng pin có ha. Rồi có 3 chức năng rồi 4 chức năng, 8 chức năng tùm lum mình lên anh em mua gì ủng hộ nha. Rồi, đầu tiên có cây cây lõi này cái đã. Cái này 3 chức năng, phân thường, phân búa và đục bê tông 12V Makita. Nhưng là motor chết mà lấy motor Trung Quốc mình bỏ vô thì nó chạy yếu xìu à nha. Nhưng mà để biết tiết máy sống thôi. Đó. Rồi, motor bị chết rồi nhưng mà mọi chức năng còn ok hết nha, mọi chức năng còn ok hết, cò kiếp là đầy đủ hết thì đó là đó. Đục đồ đầy đủ hết, búa đồ đầy đủ hết, đục đồ đầy đủ hết anh em nha. Motor mà là mình bỏ cái motor Trung Quốc vô nó chạy yếu lắm. Anh em có motor thay vô để anh em 300. Đầu đồ mũi rồi gắn được hết á, thay motor là xong, nói chung là thay motor là xong à. Đó, là nói vậy đó. Rồi, số 1 300. Số 1 300. Số 2 là Ryobi 14.4. Cái này kẹp ở các bít này. Điều đó, thắng ở chiều 2 cấp báo pin này, đèn đây, đèn đảo chiều điều đó này đủ hết, đầu không có lắc tạp một chút, ta biết còn đầu búa hình còn sáng sủa nha, anh em nhiều sinh ra cũng đẹp. Rồi, thân máy để anh em 400. Số 1, số 2. Số 3 cũng là Ryobi. Cũng 14 của anh luôn. Pin hết rồi. Thắng nữa chưa được tóc ngọt. Đó, ha. Rồi, tập đáng chút. Búa là đập mạnh hết, đầu không có lắc. Rồi. Số 3 cũng 400 thân máy. Anh em mua số 2 và số 3 combo này, tặng cái vỏ pin này, mặt bao sóng. Pin này là pin pin zin còn áp. Nhưng mà ghép mặt sạc to làm xài thật thời gian rồi, giờ pin nó chết rồi. Anh em về thay xe xài thôi, giả hai hàng ha. Giả hai hàng. Anh em mua mặt thì sóng rồi, sóng chắc chắn 100% rồi. Mình ghép adapter mà ha. Anh em mua hai cây này á, số 2 và số 3 á, mình để pin anh em giá 100.000 ha. Anh em vừa bỏ vô sạc là sử dụng luôn à. Vô là ngọt liệm mà ha. Mặt thì sống rồi. Bỏ hai hàng luôn, bỏ con đẹp luôn. Mặt zin sống rồi, mình ghép atom xài thời gian rồi nha. Giờ mặt thì vẫn còn sống, pin thì lên 3-4 máy, 4 máy, 5 máy, 7 máy gì đó tùy, nó muốn lên nhiều nhiều lên à. Mặt thì sống. Mua hai cây bán cho giảm pin 100 luôn. Pin nó là chết máy xe không đó. Anh em vừa coi tháo ra vẫn đóng được mấy dòng máy 12V. Rồi. Quạt 18V. À, Makita, chân pin Makita. Máy em rù à. Nè. Chân pin Makita 18V. Ngóc đầu, chỉnh đầu là tùm lum tà la đây ha. Rồi. 300. Thân máy quạt số 4.
đây tâm thứ năm cắt luôn, có tặng ngữ đi kèm anh em ruby 18 vô, có điều tất cả đèn đó đầy đủ, đầu là cứng ngắt, tặng ngữ đi kèm anh em luôn nha. 18 von, TV 18 von. Hàng xuất Úc, xuất Mỹ, xuất gì đó. Để mình đọc tem cho anh em coi. À, Margin China. Rồi vậy thôi. Sản xuất 2007, 2017. Chén bát đầy đủ, tặng lưỡi đi kèm luôn, 380. Chuyển khoản bao ship với em tự trả tiền ship, đồng thời đặt cọc đi đơn. Anh em mua hàng ủng hộ là mình vui rồi nha. Chúc anh em làm ăn có tiền thật nhiều, quà thật nhiều. Để gì? Máy mau hư để có tiền ủng hộ mình. Số 5, 38, thân máy. Anh em về chuyển đế Magita là xài thôi nha. Ví dụ như này, anh em chuyển đế Magita xài là cận trường mình ghi rồi đó. Chuyển đế Magita là anh em xài thôi, trượt xài thôi đó. Đế mình có bán 40 ngàn cái. Rồi, 38. Số 5. Số 6, 1 phút bụi. Phút bụi này là 12 V, có sạc đi kèm nha. Mình gạt từng thuốc đồ mình sạch sẽ hết đó, nha. Thuốc lá, thuốc đồ, tờ giấy nó huyết luôn nha. Rồi có sạc cho anh em luôn nha. Những pin có sẵn rồi, anh em về có sạc là xài thôi. Còn hàng nó ghi chữ gì mình đọc chữ đó. Còn là chính hãng, chính hãng mình không rành. À, rồi nó ghi Margin Japan 580W, mà hàng pin 12W mà 80W gì 0.2 lít gì đây. Rồi nó là, nó không phải là 12W, nó là 8W sạc à, nói chung là cái sạc 8W, 5W nó sạc trong cái rắc sạc điện thoại á nha. Có chui đó anh em gắn vô cái đầu USB á, là sạc á. Mình có sạc cho anh em, có chui cho anh em. Rồi 3.5 có sạc đi kèm. Số 6. Số 6. 3.5 có sạc đi kèm. Thì xài nó ô tô tiếp thì xài thôi ha. Rồi số 7 cưa 12V. Lưỡi đồ đẹp. Rồi. Máy full. Năng hạ đầy đủ. Rồi, thân máy 300. Cây này cây số 7. Thân máy 300. Số 8 cũng cưa Natio Nan 12V luôn nha. Thằng này thì năng hạ không được đó. Thằng này còn được cái lưỡi là xịn xò như con bò luôn. Đấy. Có lục giác là đây nè. Rồi, thân máy 27. Máy mình kiểm tra, đẹp đẹp rồi, ok rồi. Số 8, 27. Chuyển khoản vẫn bao ship. Số 9 là 6505, 6507 gì đây. 6505. Đầu cứng ngắt, giật không ra luôn. Cứng hơn đá nữa. Điều đó. Thắng đảo chiều. Rồi cấp trượt. Còn cấp trượt. Còn cấp trượt. Mạnh rồi. Full chức năng. Ngọn hình cũng còn sáng sủa. Anh em gì về sinh ra cũng được nha. Mấy cái sơ vàng 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 cũng còn rinh nè ha. Đó. Full chức năng, thắng đã chưa được tóc ngọt, đầu không lắc, thân máy 4 xị. Số 9. Số 9 400. Số 10 là một cây Hitachi. Hitachi không có pin test đây. Test của pin này.
vừa uống qua Hitachi. Thắng đã chưa tắt mà. Đèn đóm đầy đủ, đầu cứng. Pin chịu nổi ha. Pin chịu nổi. Pin chịu nổi. Còn búa là đập thoải mái. Rồi. Thân máy giả pin. Búa bấm còn đầy đủ hết, pin chịu không nổi thôi. Không có sạc, sạc. Rồi. 500.000 Việt Nam đồng. 14 qua. Số 10 500. Rồi. Số 11 là 6901, ba chức năng. Phần thường con búa đầu lắp lắp. Chiều tốc. Thắng đảo chiều. Hai cấp tốc độ. Con búa cấp trưởng. Full 6901 tem rồi cũng còn sổ đầy đủ nha anh em, bây giờ sinh ra là ok con dê luôn. Đó. Rồi thân máy để anh em có giá 4,5. Cây số 11 450.000. 12 cũng 6901, đầu cũng lắp lắp luôn nè ha. Điều tốc, thắng đảo chiều, hai cấp tốc độ, trượt. Trượt đầy đủ, nguồn lỏng, không phải máy hư. Rồi ok, con búa, con thường, đủ mạnh, nha, đứng bình luôn. Rồi ok, hai cấp. Giữ không nổi luôn ha. Phần thường không búa 5 cấp trượt. Rồi thân máy 4,5 luôn. Không biết thằng nào hơn nào đó. 12. Rồi 12 4,5. Mười ba là một cái bót. Pin bót dọc dọc vô là quốc thôi ha. À. Còn mặt này như gì nhất 4 xeo xài thôi. 14 con nhỏ gọn, nó giống thằng Hitachi mini kia gì đó. Rồi kẹp sau đây, cộng trừ. Cộng này trừ này. Rồi, không kẹp được rồi. Mỗi bữa mượn pin tết rồi, anh em nào mà có pin là mua nha. Rồi. Chỉ lên đèn thôi chứ không có chạy. Còn bữa đây là mượn pin mình test hết rồi, phun hết. Kẹp nó không chạy. Nha, rồi vậy đi. Anh em tin tưởng mình mua cho mình mượn pin mình test hết rồi. Rồi, thân máy vỏ pin. Đó. 4 xị. Số 13. 13. Này anh em bán vít nhỏ gọn mini ngon lắm á. Thằng này cũng dặn boss á nè, mã chữ nó nè nha. Chữ xịn á. À xịn á chứ không phải hàng gỏm đâu. Rồi, 13 400. Anh em có pin gì chọc cho máy mình luôn pin test rồi. 13 400 thân máy vỏ pin. 14 6401 12V. Chiều tốc có. Đảo chiều có, hai cấp tốc độ. Ngắt lực, chỉnh lực ngắt cờ còn sống nha. Chỉnh lực ngắt cờ còn sống. Ok hết rồi. Đầu không có kẹt.
thân máy. Thân máy để đem với giá là 300. Số 14. 14 300. 15 là 7201 12 won. Hai cấp. Đầu cứng không lắc. Có búa. Thân máy 420.000. 12 won. 15. 420.000 chuyển khoản vẫn bao ship, có nên tự trả tiền ship. 16. 6402. 6 thắng đã chưa đầy đủ hết. Hai cấp tốc độ. Cấp trượt. Pin pin này cặp trần, cục nào cũng không ra cục nào ta. Còn máy sống ầm ầm á mà. Dùng vô trong pin anh em nha. Cho mình vô đường pin rồi. Cây này còn 6402 luôn nè. Kỳ vậy. Điều tóc thắng ở chiều. Cấp trượt đầy đủ nha. Hai cấp tốc độ. Cấp trượt đầy đủ hết. Mạnh. Rồi. Đầu không có kẹt. Đầu lóc lóc, ô tô lóc. Rồi, 6402. Thân máy. Để anh em giá 270. Số 16. 1 cây này sao mà giờ cho nó không máy. Này là đến sau coi lại coi. Lâu lâu mới được cây này nè. Này xịn xò lắm anh em nha. 106. Khó có cây này lắm. Từ tóc. Thắng đảo chiều. Đầu không có kẹt. Trượt tiếp đầy đủ. Mạnh. Rồi. Thân máy 300, 106 khó có lắm. 105 rồi, 103 rồi đầy vô, 106 khó lắm. Ngồi hình còn được, thân máy 300. 17. À, 107 nữa nè. Ha. Thân máy 2,5. Điều tóc thắng nữa chưa? 107 có điều tóc, 108 là không có điều tóc. Không kẹt. Mạnh. Rồi, thân máy 2,5. 12 won Nationan. 18. 18. 2,5. 19 6501. Vua bắn to. Đầu cứng. Điều tóc thắng đỡ chiều. Thân máy 2,5. 6501. 19. 19. 2,5 thân máy. 30. AZT 603 đầu cứng. Thắng đỡ chiều điều tóc ngọt. Đầu cứng lắm. Full chức năng. Thân máy 220.000.
Bởi vì ngoại hình hơi tên tên, chứ còn nó cũng mắng muối rồi, mạnh như ai đấy. 20. Có một cây này, có thử cái này còn chạy không? 7.2 nè. Anh em vừa đóng cục pin vô mà bắn nó cũng ngon, bắn mini cũng ngon. Nó nhỏ nó gọn, 7.2 anh em lên 12 quân cũng được hết đó. Full chức năng. Rồi. 7.2 nha, 7.2. Thân máy vỏ pin 100.000. Số 21. 21. 100k. Chuyển khoản xin 20. Là 120. Còn cây này để coi lại coi. Mới chạy mầm mầm đó mà, nó kỳ vậy. Cái miếng để giáp cả. Rồi, để tôi thử tính sau. Rồi, cây này để chờ nhám trà và thử rồi nó tính sau. Ha. Chứ nó chạy mầm mầm á. Rồi, anh em mua gì ủng hộ. Mà hôm nay có nhiêu mã đó. Rồi, hai bữa nữa lên 210. Ha. Đó. Hôm nay bỏ 2 ngày nữa là chạy thành 3 ngày á. Anh em mua ủng hộ tiếp tục. Mình cứ lên clip liên tục vậy á. Hàng về liên tục mà, phải lên clip liên tục không có động hàng. Rồi, chào anh em tất cả. Bye bye, see you again.